Và các bác đang nhìn thấy ở đây là cái sản phẩm cám dành cho chim chích chòe than và chòe lửa mà cám chim đất Việt đang đóng gói. Bạn nào nuôi chòe đất và tiểu mi thì cũng có thể là dùng chung luôn các bạn nhé. Và anh em chơi sơn ca cũng vậy. Đó. Thì đây nhà mình đang đang đóng gói đây. Đóng cho anh Hòa ở Long An. Và đây là một số cái đơn đóng gói cám mi chòe chảo màng cho anh em. Số điện thoại trực tiếp đặt hàng thì các bạn gọi trực tiếp qua số điện thoại này giúp mình. 1 kg thì sẽ được 4 gói như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đóng gói hút chân không, đảm bảo từ khâu nguyên liệu cho đến thành phẩm. Đấy, các anh em có thể lấy theo gói. Đấy. Ví dụ anh em lấy 4 gói là 1 ký thì đóng thành cái gói như thế này. Đấy, em cám mi này. Rồi thì anh em cám xòe này của Hà Nội này. Đấy. Anh em cứ lấy 1 ký một hết lại lấy tiếp nha các bác. Đấy, mi chòe rồi chào mào các cả anh em của Hà Nội này, rồi Hải Dương này, đấy mi chòe này, vân vân. Em Bắc Ninh này, xa hơn có anh em Tây Ninh này các bạn. Đấy, cũng mi chòe. Và cái sản phẩm cám của bên mình ấy thì sử dụng một loại ổn định quanh năm nhé. Đấy. Mình xin nhắc lại là 200.000 1 kg, miễn phí ship tận nhà luôn. Đấy. Các bạn xem thêm nhiều cái chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim trên website camchimdatviet.com. Mình chia sẻ rất nhiều ở trên đó. Đấy. 1 kg được 4 gói đây. 4 gói. Ngoài các sản phẩm cám chòe thì có mi xào màu và thức ăn bổ sung trong bụng đấy. Các bác cứ gọi trực tiếp cho cám chim đất Việt để đặt cám. Không qua bất kỳ một cái khâu trung gian nào. Đấy. Và các bạn yên tâm về chất lượng sẽ được gửi trực tiếp cho anh em. Số anh em ở gần thì... Hôm nay anh em nào ở ngay nhà mình đấy, bên Phạm Ngọc Thạch thì mang anh em mình mang trực tiếp cho đấy, cám chòe. Em lấy mấy ký luôn mi chòe thành 2-3 ký sẽ thành cái hộp to như thế này. Đấy, anh em lấy mấy ký mi chòe nữa. Đây đang đóng tiếp một vài đơn nữa cho anh em của Hà Nội rồi thì Lâm Đồng rồi thì Long An. Với phương châm là sản phẩm tốt thì các anh em sẽ tin dùng, ủng hộ và sẽ tự động đến với mình và giới thiệu cho bạn bè anh em cùng dùng. Đấy. Do vậy là sản phẩm sẽ được chỉ được chia sẻ trên cái kênh YouTube Cám Chim Đất Việt và website Cám Chim Đất Việt nha các bác. Đấy. Thì anh em tin dùng, ủng hộ thì thấy cám tốt lại chia sẻ cùng với các anh em khác cùng dùng. Đấy. Tinh thần là như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các anh em rất là nhiều.